Ngọc Sơn tiết lộ về bộ ảnh cưới, danh tính của cô dâu bí ẩn. Từ sau khi tung bộ ảnh cưới vào cuối tháng 7 2019, người hâm mộ vẫn chờ đợi câu trả lời chính thức của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Ngày 31 tháng 7, ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ đăng tải loạt ảnh mặc vest trắng đứng bên một người phụ nữ giấu mặt, mặc áo cưới trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò. Ông Hoàng, nhạc sến Úc Mở, nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì? Trước sự tò mò của người hâm mộ, Ngọc Sơn giữ im lặng và không bật mí về danh tính của cô dâu. Đúng ngày thất tịch, ngày 7 tháng 7 âm lịch, Ngọc Sơn tiết lộ cô dâu bí ẩn trong bộ ảnh cưới, chụp cùng anh là Trương Linh, học trò của nam ca sĩ, từ chương trình Thần Tượng Bolero. Và sự thật bộ ảnh cưới chỉ là ảnh trong MV mới ra mắt của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn chia sẻ, anh rất quan niệm ngày cưới là một ngày thiêng liêng trọng đại, là ngày hạnh phúc, không chỉ tình yêu đôi lứa mà còn của hai bên gia đình, của tình thân và tình bạn. Nhưng cảnh quay diễn ra tại Nha Trang, nơi từng xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Sơn, mang đầy đủ những... mang đầy đủ những ước nguyện của anh vì một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Yeah.